cảm tạ. Thay mặt gia đình Hoàng, chúng con xin gửi lời cảm ơn tới Hội đồng Giám mục Việt Nam, Nguyên Tổng Giám mục Hà Nội Lu Xe Ngô Quang Kiệt, Linh mục Chính sứ Giáo sứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Du Xe Đặng Quốc An, Linh mục Phó Giáo sứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Du Xe Vũ Minh Tiến, Linh mục Phó Phêrô Nguyễn Đình Phương, Linh mục Nguyên Chính sứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Gioan Trần Bình Trọng, Linh mục Peter Trần Đức Nam, cha cháu Chính sứ Giáo phận Montreal, Canada, Linh mục Trần Thắng, cha cháu Chính sứ Giáo phận New Orleans, Linh mục Trần Văn Bảy, cha anh tại Việt Nam, Linh mục Trần Khương, cha cháu tại Việt Nam, Linh mục Long, cha cháu, bà cố và sơ Oklahoma và gia đình, Linh mục Du Xe Nguyễn Thái Nghĩ, chính sứ giáo sứ Dầu Tiếng Bình Dương cùng các cha trong thánh lễ đồng tế, Linh mục An Tôn Nguyễn Minh Tâm, chính sứ giáo phận Hà Tĩnh, Linh mục Lê Dương Hồng Khải, chính sứ thuộc giáo phận Long Xuyên, Linh mục Nguyễn Công Chính thuộc giáo phận Cần Thơ, Linh mục Nguyễn Bá Thông tại Việt Nam, Linh mục Hồng Phúc giáo phận Phát Diệm, Linh mục Trần Đức cha quản hạt tại Việt Nam, Linh mục Dòng Khiết Tâm Mẹ, Sơ Rô Hàng Vũ, Sơ Cháu, Minnesota, Sơ Vũ Thị Vinh, Biên Hòa, Việt Nam, các Sơ Dòng Minnesota, Đoàn Hiệp Sĩ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 9655, Ca Đoàn Thánh Du Xe Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Quý Hội Đoàn ở Hoa Kỳ cũng như ở Việt Nam, cùng tất cả bà con, cô bác, quý anh chị em, họ hàng nội ngoại gần xa, gia đình thông gia, gia đình Hoàng, các con nuôi ở Việt Nam, ân nhân và bạn bè, đồng nghiệp đã dành thời gian chia sẻ nỗi đau thương mất mát này với gia đình, đồng thời đã gửi điện thư, vòng hoa, xin lễ cho linh hồn Peter Thật Ngọc Hoàng. Trong lúc tan gia bối rối, không tránh khỏi những sai sót, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ. Một lần nữa, gia đình Hoàng tại Hoa Kỳ chúng con xin chân thành cảm tạ và tri ân.